Có rất là nhiều ý kiến đánh giá là sẽ phải mất thêm một quý nữa này. Sau dịch này thì bệnh dịch nó kiểm soát được và cái thị trường nó mới trở lại cái quỹ đạo ban đầu. Và cái bên cạnh cái nguồn cung, thị trường còn cần những cái lực đẩy như thế nào để hồi phục lại nhanh chóng nhất sau dịch bệnh? Thì theo anh thấy là qua cái đợt dịch Covid này thì cần cái lực đẩy đó là về cái phía ngân hàng thì sẽ cần phải cắt giảm bớt cái lãi suất để thúc đẩy các nhà đầu tư mạnh dạn hơn trong vấn đề đầu tư để mà nắm bắt các cái bất động sản có giá tốt như hiện nay. Vậy nhận định của anh thì có nhất thiết là phải thêm một quý nữa thì thị trường bất động sản hay là thị trường chung mới có thể hồi phục lại được không ạ? Đúng em, cái đó là chắc chắn rồi. Tại vì sau cái đại dịch này là đại dịch ảnh hưởng toàn cầu, toàn thế giới mà. Thì cho nên là sau cái đại dịch này thì cũng cần phải có một khoảng thời gian để cho thị trường nó phục hồi lại, chứ không phải là sau dịch là mình sẽ phục hồi nhanh được. Trong cái giai đoạn dịch bệnh như thế này, có rất nhiều nhà đầu tư bất động sản có kinh nghiệm, họ sẽ lao vào và kiếm cơ hội từ việc bắt đáy thị trường. Thì ông có ý kiến gì về quan điểm này? Cũng có nhiều cái khía cạnh nhưng mà anh thấy thì cũng đúng. Tại vì sau cái đại dịch này thì trải qua một cái đại dịch rất là dài thì các cái nhà đầu tư, cũng có một số nhà đầu tư nhỏ lẻ, người ta cần một cái vốn để mà người ta xoay sở trong cái thời gian qua, thì người ta cần như vậy thì người ta mới sẽ bán những cái bất động sản của mình đã đầu tư đi với một cái giá tốt đó. Thì những cái nhà đầu tư mà còn dự trữ cái khoản tài chính cho mình sau cái đợt dịch này á thì sẽ có được cái khoản tài chính để mà mình mua được những cái bất động sản giá tốt như vậy đó. Nhưng mà khi mà mua, cũng như xoay lại cái câu nói lúc nãy, mình mua thì mình cũng phải cân nhắc, mình đừng có mua quá tay, quá cái sức của mình, để mà sau khi lỡ mà có cái gì đó nó xảy ra thì mình sẽ không còn cái nguồn tài chính để mà mình dự trù, mình xoay sở trong cái khoảng thời gian này. Theo ông, bài học nào mà nhà đầu tư có thể rút ra sau cái đại dịch Covid-19 này? Bài học mà nhà đầu tư có thể rút ra trong cái dịch Covid-19 này thì theo anh nghĩ là không nên đầu tư quá tay. Cái đầu tư quá tay ở đây là giống như là nhà đầu tư có một cái khoản tiền để đi đầu tư, thì đi đầu tư hết những cái khoản tiền đó, cộng thêm là những cái khoản mà mình vay thêm để đầu tư, không có dự trù được cái khoản tài chính cho mình để mà mình chuẩn bị để mà mình có thể cần đến trong cái khoảng thời gian như cái dịch Covid này chẳng hạn. Đó, em thấy như các bạn cũng thấy rồi, cái dịch Covid này nó đã diễn ra từ hồi Tết đến giờ, thì một khoảng thời gian cũng khá là dài. Nếu như mà các nhà đầu tư thì đầu tư quá tay của mình, không có dự trù khoản kinh tế của mình để mà mình trang trải, thì cũng là một cái khó khăn trong cái khoảng thời gian này. Để đưa ra những lời khuyên cho những nhà đầu tư sắp tới thì cá nhân ông có thể đưa ra khoảng 3 lời khuyên để có thể cho những khách hàng mà có nhu cầu đầu tư trong thời gian tới được không ạ? Theo cá nhân của anh thì anh cũng có những cái lời khuyên dành cho khách hàng thì trong thời gian sắp tới, nếu mà khách hàng muốn đầu tư về bất động sản thì khách hàng nên chọn những cái bất động sản nào mà nó có cái tính pháp lý cao, uy tín, rồi chọn những cái bất động sản nào mà có liên kết với ngân hàng, là tức là ngân hàng nó sẽ hỗ trợ cho vay cái bất động sản đó. Cái thứ ba là tìm kiếm những cái thông tin bất động sản trên các cái trang web mạng uy tín, như là những cái trang bất động sản.com.vn chẳng hạn. Còn cái thứ tư là phải tìm kiếm đến những cái sàn môi giới có uy tín trong lĩnh vực bất động sản này, thì đáp ứng được những cái yếu tố đó thì mình mới xuống tiền đầu tư.